điện thoại qua âm chạm màn hình. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Cambridge, Anh và Đại học Thụy Điển đã cảnh báo về một phương thức tấn công thiết bị di động hoàn toàn mới, đó là nghe lén âm báo khi người dùng chạm màn hình để gõ mật khẩu. Để làm được điều này, hacker trước đó sẽ xây dựng một mã độc nhằm kích hoạt microphone trên thiết bị để thu thập các âm thanh mà người sử dụng tạo ra, bất kể là khi nghe nhạc, xem phim, gõ văn bản hay gõ mật khẩu trên màn hình thuật toán được các nhà nghiên cứu mô phỏng có thể đoán được chính xác 31 trên 50 thông tin đăng nhập gồm 4 chữ số trong chưa đến 10 lần thử, với một mật khẩu dài hơn, tỷ lệ đoán đúng sẽ giảm xuống, nhưng đây vẫn là một phương thức ăn cắp thông tin khá đáng lo ngại. Hiện kiểu tấn công này chưa diễn ra, nhưng trong tương lai gần, nó chắc chắn sẽ bị hacker khai thác, Ilya Sumetlov, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ. Mật khẩu của người dùng di động có thể bị bị hacker đánh cắp theo nhiều cách khác nhau. Một trong những trường hợp hay bắt gặp nhất là khi người dùng sử dụng một mật khẩu dễ đoán, kiểu như 123.456 hay 111.111. 111. Lúc này, tin tặc có thể dễ dàng truy cập vào thiết bị mà thậm chí không cần phải cố gắng quá nhiều. Một cách khá phổ biến khác, đó là tạo ra một trang web giả mạo bắt chước trang web chính thức của một dịch vụ nào đó, như ngân hàng, thanh toán, trang web game. Từ đó, nếu người dùng nhập thông tin cá nhân, chắc chắn những thông tin đó sẽ bị đánh cắp. Nguyễn Nguyễn theo uberismo